Kính thưa thánh của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa nhiều lắm vì Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người đều có một bà mẹ hiền để chúng ta được chăm sóc chu đáo hơn. Và khi bà một sư trung yêu cầu tôi giúp bà trong bài chia sẻ sáng hôm nay, thì tôi đã hết lòng soạn bài và câu kinh thánh mà Chúa dạy tôi ngay lúc tôi cầu nguyện là Jeremy đoạn 31 câu thứ ba. Chúng ta cùng với nhau đọc lời của Chúa. Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo còn đến. Tôi học được câu này từ nhiều năm rồi. Nhưng mỗi lần đọc lại cung thánh này thì Chúa lại dạy tôi thêm những điều mới và làm cho lòng tôi rất là sung sướng. Bây giờ tại sao cung thánh này được kể là tình mẹ Vì thế một nhà giải kinh Thì chữ yêu thương Mà bản kinh thánh Đã được viết ra Là chữ giống cái Và theo ông Đức Chúa Trời cho phép Chữ yêu thương được viết ra Trong giống cái Vì Ngài muốn dùng tình yêu Của một người mẹ để nói lên tình yêu của ngài đối với chúng ta vì chúng ta chỉ cần nhìn xuyên của tình yêu người mẹ thì chúng ta khi còn bé con hiểu được thế nào đức chúa trời là đấng yêu thương như người mẹ yêu mình rồi lớn hơn nữa thì mỗi ngày càng sâu nhiễm hơn trong tình của bà mẹ là đức chúa trời của chúng ta và bây giờ chúng ta cùng với nhau suy nghĩ sâu xa hơn một chút về câu thánh này. Từ xa Đức Chúa Trời Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Ở đây nói sự cao quý của tình mẹ. Cao quý đến nỗi Đức Chúa Trời phải dùng tình yêu của người mẹ để nói lên tình yêu của ngài đối với dân israel và đối với mỗi chúng ta là dân israel thuộc linh nếu tình mẹ không cao quý thì chắc chắn ngài không dùng tình mẹ để biểu tượng về tình yêu của chính ngài mà tình mẹ đó cao quý quá tôi đọc sách và đọc được câu chuyện của một người bà mẹ nhật bản khi động đất một số ngôi nhà sập các đội cứu hộ vội vàng đi tìm những người còn bị mắc kẹt ở trong đống đổ nát và rồi họ tìm được bà mẹ và khi đem bà ra thì bà đã chết nhưng mà đứa con mà bà ấp ủ nó trong vòng tay của mình và cúi gục xuống để che chở nó thì nó vẫn còn ngậm vú của mẹ và nó còn sống. Nó sống vì mẹ che chở, nó sống vì dòng sữa ngọt ngào của mẹ dành cho nó dù bà đã đi qua một cõi khác rồi. Tình yêu đó đã động lòng của tất cả chúng ta để nói lên sự cao quý thế nào của một bà mẹ hy sinh cho con trai của mình và tình yêu của đức chúa trời cũng vậy cao quý vô cùng vì ngài cũng đã hy sinh chính mình ngài để chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta rất nhiều người không chịu suy nghĩ một chút ở chỗ này họ nghĩ rằng tôi có thể tự cứu mình nhưng mà đời là bể khổ Đã rơi xuống bể rồi Thì làm sao tự cứu mình được Chỉ có một đấng chịu chết thai chúng ta để cứu chúng ta mà người chịu chết thai đó người duy nhất đó là Chúa Giêsu vì chỉ một mình ngài vô tội mới có thể chết thai chúng ta là những người có tội và giúp chúng ta được cứu rỗi cảm ơn Chúa vì sinh của ngài cho chúng ta và thứ hai Tôi thấy sự cao quý của tình yêu Ngài cũng được chép ở trong Ý Sai Động 40 câu thứ 11. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẩm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn dắt các chiên cái đang cho bú. Hình ảnh này đẹp quá sức. Chúa ví Ngài như là một người trang bày một người trang bày hiểu được sự yếu đuối của những con chiên non Giống như Ngài chăm sóc những người mới tin Chúa Ngài nuôi nấng, Ngài bảo vệ, Ngài lo lắng cho từng con dân Ngài Rồi sau đó thì những con chiên nào như là con chiên đang cho bú Có nghĩa là có những gánh nặng trong đời sống Thì Ngài sẽ từ từ dẫn dắt họ Nhẹ nhàng dẫn dắt họ Để họ vượt qua mọi khó khăn đó Mọi gánh nặng đó Và bước đi theo bầy Đời sống của tôi theo Chúa cũng vậy Tôi thấy khi tôi còn non trẻ trong Ngài Thì Chúa thật là dịu dàng đối với tôi Và khi tôi lớn lên với những gánh nặng Thì Ngài bao nhiêu tôi năng lực để vượt qua Và thật ra đó Có những lúc gánh nặng nó quá sức lớn Mà tôi không thể nào vượt qua nổi Vì chính tôi đã thưa với Hồ Thánh rằng đã ba lần trong cuộc sống tôi Tôi thưa với Chúa rằng Chúa ơi Con không hầu việc Ngài nữa đủ khổ rồi Tôi nhớ câu tôi nói với Chúa Đủ khổ rồi Nhưng mà Chúa nâng tôi lên Nhẹ nhàng dẫn tôi như Một người chăn bày Lo lắng cho bầy chiên của mình Điều thứ hai tôi học được trong câu thánh này Là sự bền vững của tình mẹ Từ xa Đức Rô Va hiện ra với tôi và phán Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu cảm ơn ngài tình yêu vĩnh cửu là tình yêu không giới hạn tình yêu vĩnh cửu là tình yêu không thay đổi không có khởi điểm không có trung điểm đời đời mà không bao giờ đổi thay trước con người hay đổi thay Tình thế hay thay đổi Và đó là tình yêu của Chúa đối với chúng ta Cũng là tình mẹ đối với chúng ta Tôi đọc một câu chuyện về một bà mẹ Bà mẹ nhận được Cái điện tín của con Vì việc này xảy ra lâu lắm rồi Mẹ ơi Trong tuần sau con đi xe lửa về Mà nếu mẹ tha thứ Cho lỗi lầm của con Thì xin mẹ vui lòng Treo lên cây Một miếng vải trắng Để khi nào con thấy miếng vải trắng đó Thì con sẽ ngừng lại ở ga sau Và con trở về với mẹ Và khi về nhà anh hỏi mẹ Mẹ ơi Con xin mẹ treo một miếng vải trắng thôi Mà tại sao con thấy mẹ treo Cả mấy chục miếng vải luôn Sao vậy mẹ Nói mẹ con ơi Mẹ nghe con về mẹ mừng quá Mẹ sợ sẽ lửa chạy nhanh Rồi con không thấy được miếng vải trắng mẹ treo Cho nên tất cả miếng vải trắng trong nhà Cả ra giường của mẹ Không có một miếng vải trắng nào trong nhà Mà mẹ không treo lên mấy cái cây trong nhà Để con không thấy miếng vải này Con thấy miếng vải khác Để con về với mẹ Chúa cũng vậy Nhìn đó thấy Chúa Ngài yêu chúng ta vô cùng Ngài vẫn gian tay chờ chúng ta trở về Và như đứa con hoang đàn Ô Chúa bảo Về về đây về đây Và tôi nhớ câu chuyện của một người trung hoa được một giáo sĩ mời để vẽ câu chuyện con trai hoang đàn giáo sĩ yêu cầu anh vẽ từng bước một từng bước một từng bước một anh vẽ xong đem lại ông giáo sĩ nói rằng anh vẽ tuyệt đẹp anh giúp tôi có thể trình bày chân lý cho những người đơn sơ qua hình ảnh nhưng mà một bức ảnh anh vẽ sai anh nói rằng tôi biết ông giáo sĩ muốn nói cái gì rồi không sai đâu ông giáo sĩ làm gì mà có một người cha khi thấy con từ xa trở về mà lại chạy mất dép để đón con không tôi phải vẽ đúng theo tâm lý của mọi người người cha phải đứng khoanh tay như vậy đợi con trở về mày là đứa hư về đây không không ông giáo sư nói không anh ơi không anh ơi đó là người cha trên đất mới như vậy còn người cha trên trời của chúng ta khác hoàn toàn ngài chạy từ thiên đàng xuống đến trần gian để cứu anh cứu tôi Dù anh từ xa chưa về Ngài đã chạy ra rồi Ngài chạy xuống đến đất Ngài chạy lên đến thập tự giá Để cứu anh rồi Đó là tình mẹ mà anh không bao giờ hiểu được Ngoài ra anh tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình Ngài không phải là người cha nghiêm khắc của đất này Ngài là người cha nhân từ của thiên đàng Và tình yêu đó bền vững đời đời Dù anh có phá Và ước của Ngài Dù anh có thể là con trai hoang đàng Hãy trở về Kinh Thánh chép Người mẹ có thế nào quên cho con mình bú Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng Dù người mẹ quên con mình Ta vẫn không bao giờ quên con Lời hứa chắc chắn của Chúa cho chúng ta những Con dân của Ngài Và chúng ta bước đi với Chúa Là sống trong tình yêu của Ngài mỗi ngày Và ai không nhận được tình yêu đó Không bao giờ có thể sống bền vững với Ngài Vì họ thấy rằng Theo Chúa vô ích quá Thế Chúa có cái gì đâu? Tôi gặp khó khăn, tôi gặp chống đối, tôi gặp chê cười. Ôi mà em, chị em ơi. Ô. Oh, Ôi mà chị em, gặp chê cười mà quý mà chị em vẫn không chống nổi được là vì mà chị em không biết rằng Chúa yêu mình. Khi Chúa tôi biết Chúa yêu tôi. Tôi biết tất cả Tấm lòng của tôi thì ai chê cười tôi cũng vui vẻ vì tôi chịu khổ cho người yêu tôi và người tôi yêu đó là Chúa Giêsu của tôi bây giờ chúng ta cùng với nhau học điều thứ ba là sự ngọt ngào của tình mẹ từ xa Đức Giêsu đã hiện ra với tôi và phán ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến đây là sự ngọt ngào của tình mẹ Nhân từ mà kéo con đến Chữ nhân từ này nó có nghĩa Là gắn bó Hiền hậu Cảm thông và tha thứ Theo một nhà giải kinh Mà tôi học được Trong tiếng Hi-ba-lai nó là như vậy Và tôi cảm ơn Ngài Vì điều đó là điều rất là tuyệt diệu Lòng nhân từ của Ngài Gắn bó với tôi Lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài rất là hiền hậu với tôi Lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài cảm thông với tôi Và lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài tha thứ Do những yếu đuối của tôi Ồ oh, cảm ơn Chúa Khi tôi qua bên Mỹ Người ta thuộc cho tôi nghe về câu chuyện bà mẹ Mỹ Tho Mà tôi đã thưa vừa thánh một lần Bà có hai con trai Và hai con của bà rất thương bà cứ thưa với mẹ Má ơi má Má qua Mỹ với tụi con Tụi con bên này hết rồi Ba thì chết rồi Má ở Việt Nam một mình Đâu có ai Không con không cháu Qua đây đi Dù các con nói thế nào Bà cũng từ chối Bà nói tao qua đây làm gì Không biết chữ Không biết lái xe Không biết nghề nghiệp Làm sao tao sống nổi Ở đây tao còn bà con bên kia tao ở nhà một mình suốt tuần tụi bay đi làm tao sống sao nổi nhất quyết không đi là không đi rồi một ngày kia bà hay tin là đứa con út của bà nó đi ăn cướp mà nó vô tù và đứa con trai lớn nhận được cái thư của mẹ nhắn tin của mẹ lo giấy tờ cho mẹ cho má qua mỹ đứa con trai không hiểu được lúc đó không hiểu được bà hối nhanh lên con nhanh lên con rồi bà qua mỹ người ta thuộc lại bà mẹ mỹ tho mà đặt tên như vậy bà đến đó bà yêu cầu con dẫn đến những nhà việt nam ở lân cận xin cho tôi làm bất cứ việc gì dọn dẹp rửa chén hốt rác dọn vườn bất cứ việc gì tôi làm bà làm tất cả để có tiền nuôi đứa con của mình ở trong tù không vì gì khác chỉ có tình yêu bền vững của bà chỉ có sự nhân từ của bà mới chấp nhận chấp nhận với tất cả yêu thương tất cả hy sinh cho đứa con của mình nó lỗi lầm không quan trọng quan trọng là tôi yêu nó quan trọng là nó là con của tôi thì đời đời vẫn là con của tôi và chúa đối với chúng ta cũng vậy ngài đối xử chúng ta ngọt ngào biết là giường nào bao nhiêu lần chúng ta phạm lỗi với ngài chúa vẫn tha thứ đôi lúc chúng ta gặp phải trường hợp mà mọi người quay lưng lại với chúng ta thì chúng ta lại biết chắc chắn rằng ở ngay tại đó vẫn có một đôi tay giang rộng ra và nói với chúng ta là con ơi con ơi đến đây đến đây cảm ơn Chúa Chúa luôn luôn kéo chúng ta đến anh em nào đã xa Chúa thì ngay sau giờ này được Chúa đụng chạm đến đây liền con đến đây Chúa ơi con đến đây và nhớ Chúa nhân từ kéo chúng ta đến Bây giờ bài học nào cho chúng ta Mà chúng ta cần nhắc đi nhắc lại Từ xa Đức giê va đây hiện ra Với tôi và Phán Ta yêu thương con bằng tình yêu đời đời Tình yêu vĩnh cửu Nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến Bài học cho chúng ta là Chúng ta phải yêu Chúa Tôi vướng mà chị em đều có những lúc yếu đuối Những lúc mà chúng ta không còn yêu Chúa Như chúng ta phải yêu Ngài Bây giờ nhớ Chúa hết lòng yêu người ta như vậy Thì chúng ta trở lại với tình yêu thương ban đầu Yêu Chúa nồng nàn Dù tôi đã bỏ Muốn bỏ chức vụ ba lần Thì càng lớn tuổi thì tôi càng nhớ đến câu của ông Hudson Taylor Khi ông trở về Anh Sau những năm truyền giáo tại Trung Quốc Ông viên hỏi ông rằng Ông một sư ơi Ông đi truyền giáo ở Trung Quốc Và tại đó ông mất vợ Tức là bà bệnh chết Ông mất hai đứa con Vì bệnh sốt rét Ông có tiếc nuối vì ông đã dâng cả cuộc đời đi truyền giáo trung quốc không ông trả lời anh ơi nếu tôi có một ngàn cuộc đời thì một ngàn cuộc đời đó sẽ được dâng cho việc truyền giảng tại trung quốc Ô, tôi không bao giờ quên câu đó dầu chỉ đọc một lần còn tôi thì tôi cũng muốn lặp lại câu của ông nếu tôi có một ngàn cuộc đời thì một ngàn cuộc đời đó Tôi cũng chỉ muốn dân hầu việc Ngài Dầu Anh em biết rồi Những ngày hầu việc Chúa của tôi Tôi vào tù Và con của tôi Lúc đó nhà tôi nói nó Nó hận Chúa nó Buồn Chúa Đến nỗi nó muốn bỏ đi Rồi Chúa xót thương Chúa kéo các con tôi vào tay của Ngài đưa các con tôi vào đời sống hầu việc Ngài và tôi không cần gì hơn. Và khi chúng nó đã hầu việc Ngài rồi thì đó là phước hạnh lớn nhất của tôi cho những ngày tôi khốn khổ. Cảm ơn Ngài và xin Chúa nhớ cho chúng ta nhớ được rằng chúng ta yêu Chúa chừng nào thì cũng phải yêu mẹ chừng đó. tôi có một niềm vui khi nhớ lại mẹ tôi và có một nỗi buồn khi nhớ lại mẹ tôi niềm vui là khi tôi đóng quân ở tiền đồn tôi là sĩ quan ở đó ở đó nó nguy hiểm vô cùng mỗi lần mà tôi muốn đi ra ngoài một chút là phải cả dẫn cả một tiểu đội đi theo mà đi rất là vội vã thình lình buổi sáng kia tôi nhìn ra bên ngoài Tôi thấy mẹ tôi xuống xe lam cùng với nhà tôi Tôi vội vàng đi ra liền tôi kéo vào Má ơi nhanh nhanh má ơi Chỗ này nó bắn tỉa dữ lắm Và khi má tôi đi trước Nhà tôi đi kế đó tôi đi cuối cùng Thì tôi nghe tiếng bắn cái đùng liền Cái cổng của cái tiền đồn nó nhỏ Hai bên là hai cái cột gỗ mà họ bắn một viên đạn mà cột gỗ với bên tay phải của, của tôi tức là bên tay trái này thoát ra liền họ chỉ cần lệch qua một vài tấc là tôi chết và cả nhà tôi cả má tôi cũng chết họ là bắn sâu táo đó và khi đi vào chỗ bình yên rồi tôi nói má thấy không nó nguy hiểm thế này sao sao má xuống đây nó biết chứ con Nhưng mà Má không biết gì tính tức con cả Má làm sao chịu nổi Sao hôm nay Má giấu ba con Má để mấy bó rau Như là má đi chợ Con thấy đâu giỏ của má đâu có gì đâu Chỉ có cái khăn rằn Với cái Mấy bó rau thôi Má xuống thăm con đi coi con bình yên không Má biết như má muốn thăm con Ồ điều đó Là niềm vui vô cùng cho tôi về tình mẹ Tôi có muốn nỗi buồn Đó là Sau những ngày ở tù Thì tôi Về Về thì tôi lại Dành mọi thời gian để hầu vị Chúa Thỉnh thoảng lắm tôi mới qua thăm ma tôi Và tôi nhớ một câu bà nói với tôi Mà tôi không bao giờ quên Tín Con qua thăm bảy rồi phải không Bà nói lại với tôi Giống như người thợ săn đi thăm bảy Đến gặp cái bảy Và cái bảy đó không sập Thì bỏ đi liền Vì tôi thăm bà một chút Rồi tôi đi Con thăm bảy đó phải không con Và câu đó làm cho tôi cứ rây rứt rây rứt Ai cùng mẹ Đừng thăm bậy Thăm bà Nói lời thương yêu với bà Chăm sóc bà Tâm tình với bà Bà cần biết là giường nào Đừng như tôi Để rồi Sẽ rây rứt Mà tới bây giờ vẫn còn rây rứt Mỗi lần nhớ đến mà yêu mẹ hết lòng để chúng ta cho trần gian biết rằng Chúa yêu tôi, tôi yêu ngài, mẹ yêu tôi, tôi yêu mẹ tôi vì tình mẹ quá bao la. Và nếu tôi không yêu được mẹ tôi hết lòng thì làm sao tôi yêu Chúa hết lòng? Nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta trong ngày vinh danh mẹ thì cũng sống xứng đáng người con đối với mẹ. Siêu thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. có ai đã ở xa vòng tay của chúa và bây giờ muốn trở về với ngài không tôi kêu gọi tất cả anh em đang cùng thờ phượng tôi qua mạng cũng vậy anh em ơi ở bất cứ nơi nào hoặc là nghe bài học kinh thánh này sau này cũng vậy anh vừa cảm động hãy đứng lên bước tới trước cầu nguyện thưa với chúa rằng chúa ơi con về đây con là đứa con trai hoang đàn Con về đây Con tái kết ước với Ngài Để sống tuyệt đẹp từ hôm nay Sống hồn với Chúa từ hôm nay Chúa yêu con Con phải sống xứng đáng Mẹ con yêu con Và con phải sống xứng đáng với mẹ con Để danh Chúa được vinh hiển Xin Chúa ý đỡ chúng ta Lại Chúa con cầu nguyện với Ngài Ngài giúp đỡ chúng con Hết lòng sống yêu Chúa yêu thương mẹ của chúng con và cho người mẹ có tâm tình của một người mẹ yêu mến ngài cầu nguyện và dâng tất cả con của mình cho đức chúa trời để chúng nó trở nên hữu dụng trong nhà của chúa để chúng nó hầu việc ngài và hưởng phước hạnh đời đời ở thiên đàng đời đời chúng con cảm ơn chúa Hỡi chúa xin giúp đỡ chúng con chúng con cảm ơn ngài và cầu nguyện Yang Tuhan Yesus Kristus, Amin.